Deontay Wilder nói rõ kế hoạch phục thù Tyson Fury trước màn tái chiến. Deontay Wilder đã tiết lộ kế hoạch phục thù bằng máu trong cuộc tái đấu vào tháng tới với Tyson Fury. Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng thì Wilder cũng biết được thời điểm mà mình có thể đòi lại món nợ khó quên trước Fury. Cụ thể, hai ngôi sao hạng nặng nói trên sẽ chạm trán một lần nữa vào ngày 9 tháng 10 tại Nevada, nước Mỹ. Để lên tinh thần, oanh tạc cơ sắt đã tung một đoạn video lên mạng xã hội nhằm nói rõ tình trạng tập luyện hiện tại của bản thân. Thêm vào đó là cách mà mình sẽ giành lại đai vô địch WBC hạng nặng từng đánh mất hồi năm ngoái. Tôi đang hoàn toàn tập trung và càng tập trung hơn bất cứ thời điểm nào trong sự nghiệp của mình vào lúc này. Đây là giai đoạn 2 trong cuộc đời của một võ sĩ như tôi. Giống như tôi từng nói, tôi đã có những phút giây vui vẻ ở giai đoạn đầu tiên, bảo vệ danh hiệu trong 5 năm, 10 lần thành công duy trì nó. Tôi đã dành thời gian cho mọi người và được ghi nhận, dù không phải lúc nào cũng vậy. Vào thời điểm này, chúng tôi đang rất nghiêm túc về mọi thứ. Tôi rất tập trung, hoàn toàn hạnh phúc với nơi thuộc về mình. Tôi biết ơn vì mình đang ở đây. Người ta nói rằng điều gì xảy ra cũng có nguyên nhân, và thỉnh thoảng chúng tôi không hiểu nguyên nhân đó, cho đến khi chúng tôi rơi vào một hoàn cảnh không mong muốn và hiểu ra. Và với tôi cùng đội của mình, chúng tôi đã hiểu mọi chuyện và đang chờ đợi nó. Tôi sẽ đánh bại cậu ta, chỉ đơn giản là như thế. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng giống như tôi đã nói, tôi muốn đòi nợ bằng máu. Vậy nên nó tùy thuộc vào tôi. Trong ngày 9 tháng 10, tôi sẽ báo thù, đối mặt với nó. Và đó là điều tôi đang hướng tới. Đây chắc chắn là đợt tập huấn tốt nhất xuyên suốt sự nghiệp của tôi. Đôi khi bạn cần những sự kiện nào đó xảy ra trong cuộc đời để có cơ hội thay đổi vài thứ. Đó có thể là làm một ai đó biến mất khỏi tầm mắt bạn, hay thay đổi thành viên trong đội của bạn. Đây là trại tập huấn tuyệt vời nhất tôi từng trải qua, và đây cũng là lần đầu tiên tôi có được những cộng sự mình cần trong mọi thời điểm. Bạn đang nhìn thấy một Deontay Wilder trẻ lại, một Deontay Wilder hoàn toàn đổi mới. Deontay Wilder duy nhất trước đây không còn nữa, đó là thứ gì mà tôi không thể giải thích cho các bạn. Nhưng tôi sẽ cho các bạn thấy rõ vào ngày 9 tháng 10. Bless Hope dẫn lời của Wilder. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Deontay Wilder làm rõ sự thật về việc Tyson Fury bị thương khi đấu tập. Deontay Wilder đang có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng trước màn tái đấu với Tyson Fury, đồng thời cựu vương WBC cũng quan tâm đến động tĩnh từ trại tập huấn của đối thủ người Anh. Fury sẽ bảo vệ đai vô địch WBC hạng nặng trong cuộc đụng độ với Wilder vào ngày 9 tháng 10 tới tại Las Vegas. Trước đó 2 tuần thì Joshua cũng có nhiệm vụ tương tự, duy trì các danh hiệu WBA, WBO cùng IBF trước đối thủ thách đấu Oleksandr Usyk tại London. Vua Gipsy đã từng dính Covid-19 khiến trận đấu phải tạm hoãn lại đến thời điểm nói trên, nhưng Wilder lại tin vào một lý do khác. Tôi đã sẵn sàng, hy vọng họ cũng vậy. Mong rằng giờ đây họ sẽ đặt ưu tiên về trận đấu lên hàng đầu. Nhưng kế hoạch, tác chiến và cách tiếp cận trận đấu của họ là gì? Tôi biết rõ chuyện Fury gặp bất ổn ở phòng tập. Những thanh niên trẻ tuổi đã làm cậu ta bị thương. Một chàng trai ở trại huấn luyện của tôi đã nói ra điều đó. Trước đó, huấn luyện viên của Wilder là Malick Scott cũng đã có những bình luận về vụ việc này. Khi bạn nghe được những tin đồn đại loại như vậy trước một trận đấu lớn, chúng không phải là tin đồn nữa mà là sự thật. Những người tham gia đấu tập với Fury hồi mùa hè bao gồm Michael Hunter, Tristan Thun, Jared Anderson, Effer, Abacha. Theo một nguồn tin nước Anh thì chính Anderson cùng Ajaba đã mạnh tay khiến Tyson Fury bị thương. Deontay Wilder cũng không giấu giếm được sự chuẩn bị của mình. Đấu tập luôn khó lường. Tôi không tiện nói tên nhưng tôi biết một số người từng bị đánh gục. Tôi hy vọng rằng cậu ta đủ tự tin để tiến tới trận đấu này mà không gặp vấn đề gì. Một Deontay Wilder mới đã xuất hiện, thứ gì đó mà các bạn chưa từng được chứng kiến trước đây. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi không làm gì khác ngoài việc tập luyện và tập luyện. Cho dù cơ thể tôi nghỉ ngơi thì tâm trí của tôi vẫn làm việc. Rất nhiều lý do đã được oanh tạc cơ sắt đưa ra sau thất bại trước Fury vào đầu năm ngoái, bao gồm cả việc võ sĩ 35 tuổi khẳng định đối thủ người Anh đã gian lận. Và cho đến hiện tại, Wilder vẫn chưa từng thay đổi về ý kiến này. Mọi người không hiểu, họ không biết chuyện gì đã xảy ra, họ không rõ ràng về sự thực. Tôi đã kiểm soát bản thân ra sao ư? Tôi biết rõ sự thực rõ ràng nhất, Dù người ta tin hay không, chìa khóa để thắng trận là có một tâm trí cuồng bạo nhưng lại thực hiện mọi thứ thật điềm tĩnh và im lặng là vàng. Skyport dẫn lời của Wilder. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Deontay Wilder, Joshua Mayweather trên cơ tiền thưởng các võ sĩ UFC vì sao? Có nhiều lý do dẫn tới sự chênh lệch về các khoản tiền các võ sĩ quyền Anh và MMA nhận được. Ngày 26 tháng 4, YouTuber Jake Paul đã gây chú ý khi công khai chỉ trích UFC vì trả thù lao thượng đài quá thấp cho các võ sĩ. Tay đấm 24 tuổi đồng thời cũng khẳng định trừ McGregor và Khabib, không võ sĩ UFC nào từng kiếm được số tiền khủng như anh này đã bỏ túi sau trận boxing cùng Ben Askren. Những chia sẻ của Jake không phải không có cơ sở, như Conor McGregor, ngôi sao hàng đầu của MMA chưa bao giờ kiếm được quá 20 triệu đô trong một trận đấu tại UFC. Nhưng trong lần duy nhất chuyển sang đấu boxing, tay đấm người Iceland đã kiếm về khoảng 100 triệu đô. Hồi năm ngoái, chính chủ tịch Dana White cũng thừa nhận việc John Jones đòi mức thù lao tương đương nhà vô địch quyền Anh Deontay Wilder 30 triệu đô là điều không thể. Cả MMA và boxing đều chào bán sản phẩm của mình gần giống nhau, đều có những trận đấu chính, đều bán vé, bán pay-per-view hoặc phát qua truyền hình. Tuy nhiên ở boxing, việc một tay đấm bỏ túi hơn 10 triệu đô là điều bình thường. Tại MMA, đây là điều vô cùng xa xỉ. Chuyên gia kinh tế John Nash chia sẻ. Vậy thì điều gì đã khiến các võ sĩ MMA kiếm được ít tiền hơn so với những người anh em tại boxing? Sự bành trướng của UFC. Kể từ khi thành lập, UFC trở thành giải đấu chiếm thế độc tôn tại làng MMA. Theo một số thống kê, giải đấu chiếm 90% thị trường võ tự do ở khu vực Bắc Mỹ. Bản hợp đồng phát sóng khủng được ký với ESPN càng làm UFC trở nên lớn mạnh. Với vị thế của giải MMA lớn nhất thế giới, UFC dễ dàng thu hút những tay đấm hàng đầu thế giới và họ có thể trả bất cứ giá nào họ muốn. UFC làm chủ những võ sĩ của mình và quyết định vấn đề thù lao. Các võ sĩ đa phần chấp nhận bởi nếu không chơi cho giải đấu MMA số 1 thế giới, họ sẽ đi đâu? Boxing thì khác. Nếu bạn không thích ông bầu Bob Arum, bạn có thể tới K2 hoặc Golden Boy. Mức độ cạnh tranh khác nhau. Ông bầu quyền Anh Gary Shaw chia sẻ. Tại boxing, có nhiều đơn vị đứng ra tổ chức trận đấu. Không cơ quan nào có được sự độc tôn như UFC. Tất cả đều có chỗ đứng riêng cho mình, từ Medrum, Golden Boy, Top Rank cho tới PBC. Điều này đồng nghĩa tất cả các tay đấm quyền Anh đều có nhiều sự lựa chọn, có lý do để thương thảo về khoản thù lao cao hơn. Thêm vào đó, UFC còn khá keo kiệt trong việc trả thù lao. Bloody and Bow cho hay, UFC đa phần chỉ trích dưới 20% lợi nhuận để trả thù lao cho các võ sĩ. Trong khi đó, 70% là con số tại Golden Boy hay Top Rank. Lịch sử phát triển. MMA nói chung và UFC nói riêng có thể thực sự được biết tới trong khoảng 15 năm trở lại đây. Nói về UFC, giải đấu cũng gặp vô vàn khó khăn để có được chỗ đứng tại Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Đến lúc này, MMA thậm chí còn không được công nhận tại một số quốc gia, chưa xuất hiện ở Olympic. Trong khi đó, boxing đã có đến lịch sử hàng nghìn năm, phát triển xuyên suốt lịch sử, vì thế độ phổ biến cùng fan hâm mộ được cho là cũng lớn hơn. Boxing thu về khoản lợi nhuận khủng hơn. Cũng chính vì mang đến môi trường tự do và phổ biến hơn, boxing dễ thu hút các khoản tài trợ hơn, các doanh nghiệp cũng dễ dàng tiếp cận hơn. Một ví dụ nhỏ đó là tại UFC, trang phục của các vận động viên được cung cấp bởi Venom và các tay đấm không được phép thêm logo của nhà tài trợ khác khi thượng đài. Với những tay đấm quyền Anh, họ có thể có những nhà tài trợ riêng về mặt trang phục. Theo F-Line Analyst, UFC 239 với trận Khabib và McGregor là sự kiện có lời nhất lịch sử UFC nhưng chỉ thu về khoảng 86 triệu đô. Phía đối diện, việc những đơn vị tổ chức quyền Anh kiếm được trên 100 triệu đô lại không phải ít. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.